Xin chào tất cả các em. Thầy là Lê Văn Trương giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình bộ môn địa lý lớp 12. Ở những bài học trước đó, các em đã tìm hiểu xong một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp. Hôm nay chúng ta chuyển sang một vấn đề mới, đó là một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp với bài đầu tiên là bài số 26, cơ cấu ngành công nghiệp. Các em thân mến, sau bài học thì các em cần nắm một số mục tiêu căn bản của bài học như sau cho thầy. Thứ nhất, các em trình bày và nhận xét được cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ. Các em nêu một số nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp. Về phía kỹ năng, các em phải phân tích được bản đồ công nghiệp chung trong sách giáo khoa hoặc là Atlas địa lý Việt Nam để trình bày về sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp. Chúng ta bắt đầu vào nội dung bài cơ cấu ngành công nghiệp. Các em thân mến, nội dung bài cơ cấu ngành công nghiệp của chúng ta gồm có 3 phần chính như sau. Thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu về cơ cấu công nghiệp theo ngành. Các em lưu ý với thầy rằng là cơ cấu công nghiệp theo ngành cái phân biệt với cơ cấu ngành công nghiệp, bởi vì cơ cấu công nghiệp theo ngành là một tập hợp con của cơ cấu ngành công nghiệp. Trong cơ cấu công nghiệp theo ngành, các em sẽ tìm hiểu ba nhóm ngành chính, đó là công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất điện, phân phối điện, khí đốt, nước. Phần tiếp theo sẽ là cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ. Chúng ta chúng ta sẽ tìm hiểu khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao, những khu vực có mức độ tập trung công nghiệp thấp hơn. Và cuối cùng, các em sẽ tìm hiểu cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế ở ba khu vực chính, đó là khu vực nhà nước, khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng ta sẽ bắt đầu với lại phần đầu tiên, một cơ cấu công nghiệp theo ngành. Cơ cấu công nghiệp theo ngành thì thầy và các em sẽ tìm hiểu ba cái nội dung chính. Khái niệm cơ cấu công nghiệp theo ngành là gì? Đặc điểm cơ cấu công nghiệp theo ngành ra sao và hướng hoàn thiện như thế nào? đầu tiên khái niệm cơ cấu công nghiệp theo ngành. Các em có thể quan sát sách giáo khoa để các em nắm được khái niệm cơ cấu công nghiệp theo ngành là gì. Ở đây thầy khái quát lại với các em như sau: cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở tỷ trọng giá trị sản xuất của từng ngành hoặc nhóm ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp. Ở đây thì thầy lưu ý với các lại các em những vấn đề quan trọng. Thứ nhất, cơ cấu công nghiệp theo ngành thể hiện ở tỷ trọng, tỷ trọng tức là phần trăm. Cho nên là cơ cấu công nghiệp theo ngành đơn vị tính của là phần trăm. Thứ hai là cơ cấu công nghiệp theo ngành nó ra đời phù hợp với lại cái điều kiện trong nước và ngoài nước. Nó phù hợp với lại từng giai đoạn phát triển của đất nước cho nên cơ cấu công nghiệp theo ngành nó không cứng nhắc mà có thể thay đổi. Và các em cũng lưu ý rằng việc xác định các cơ cấu công nghiệp theo ngành hợp lý là một trong những thành công căn bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Chúng ta sẽ tiếp tục với lại đặc điểm cơ cấu công nghiệp theo ngành. Kem thân mến, về số lượng ngành công nghiệp của chúng ta, theo phân loại hiện hành, chúng ta có 29 ngành công nghiệp, chia là 3 nhóm. Thứ nhất, công nghiệp khai thác, chúng ta có 4 ngành. Công nghiệp chế biến, chúng ta có đến 23 ngành. Và công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt nước, chúng ta có 2 ngành. Sau đây, thầy và Kem sẽ đến với một số hình ảnh của ba nhóm ngành công nghiệp của chúng ta. Đầu tiên, sẽ là một số hình ảnh về công nghiệp khai thác. Các em thấy trên màn hình của chúng ta đó là khai thác than, kể cả lỗ thiên lẫn trong hầm lò, khai thác đá xây dựng và khai thác dầu khí ở thềm lục địa. Tiếp theo sẽ là một số hình ảnh về công nghiệp chế biến. Chúng ta có công nghiệp chế biến thủy sản, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm và công nghiệp dệt may. Tiếp theo sẽ là một số hình ảnh về công nghiệp sản xuất và phân phối điện khí đốt nước. Các em sẽ thấy trên màn hình của chúng ta là một cánh đồng năng lượng mặt trời nằm ở tỉnh Ninh Thuận của chúng ta. Sau đây là đường dây 500 kV và một số nhà máy xử lý nước của chúng ta. Như vậy thì sau khi các em đã tìm hiểu một số nội dung thì cái đặc điểm đầu tiên của cơ cấu công nghiệp theo ngành các em phải nắm được cho thầy đó là cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta khá là đa dạng. Các em lưu ý rằng cơ cấu công nghiệp đa dạng là một thuận lợi để chúng ta công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đặc điểm thứ hai mà thầy đề nghị các em cần nắm bắt đó là trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm. Như vậy thì ở đây các em chú ý cho thầy rằng là công nghiệp trọng điểm, các em gạch chăn dưới cụm từ công nghiệp trọng điểm bởi vì chúng ta cần phải hiểu rằng là công nghiệp trọng điểm là gì. Vậy thì thầy và các em sẽ tìm hiểu thế nào là một ngành công nghiệp trọng điểm. Thì các em lưu ý, các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam chúng ta hiện nay là những ngành đáp ứng được ba yêu cầu căn bản sau. Thứ nhất phải có thế mạnh phát triển lâu dài và bền vững thứ hai mang lại hiệu quả cao về kinh tế xã hội các em lưu ý rằng là hiệu quả cao ở đây cả về mặt kinh tế lãng xã hội tức là không chỉ giá trị nó mang lại mà còn có cả đó là vấn đề việc làm vấn đề thu nhập vấn đề an sinh xã hội cho người lao động và nó có tác động mạnh mẽ đến những ngành khác nó thúc đẩy những ngành khác phát triển thì tất cả những ngành công nghiệp mà đáp ứng được ba yêu cầu trên sẽ là các ngành công nghiệp trọng điểm. Như vậy thì các em uh, chú ý trên màn hình, chúng ta sẽ đi đến một số ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam chúng ta hiện nay. Đầu tiên, công nghiệp năng lượng, tất nhiên rồi các em, công nghiệp năng lượng là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của chúng ta. Tiếp theo sẽ là công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm. Công nghiệp cơ khí, điện tử. Đây là ngành công nghiệp trong những năm gần đây phát triển rất là mạnh mẽ. Công nghiệp dệt may đang tạo một cái việc làm, rất là nhiều việc làm cũng như thu nhập cho người lao động. Tiếp theo là công nghiệp sản xuất phân bón rất quan trọng đối với một đất nước nông nghiệp như Việt Nam chúng ta. Và cuối cùng là sản xuất vật liệu xây dựng. Thì trên màn hình của các em, các em cũng đã thấy được những cái ngành công nghiệp trọng điểm của chúng ta. Trên màn hình của các em, đây là trang 22 của Alas Địa lấy Việt Nam. Các ngành công nghiệp trọng điểm. Như các em quan sát trên màn hình thì các ngành công nghiệp trọng điểm của chúng ta được thể hiện rất là rõ ở trên mô hình của chúng ta ví dụ công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp năng lượng, thì thầy có một câu hỏi rất là nhỏ dành cho các em như sau, các em hãy kể tên một số ngành trong các nhóm ngành công nghiệp trọng điểm. Thực ra đối với lại các em thì đây là một câu hỏi rất là dễ, Các em có thể quan sát atlas à để có thể trả lời câu hỏi này. Thầy ví dụ như là nhóm ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng sẽ có những ngành chính như sau: dệt may, da dài gỗ giấy cellulose, giấy in văn phòng phẩm chúng ta sẽ tiếp tục với lại chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp. Trên màn hình của các em là biểu đồ cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế theo ba nhóm ngành được đến tính tính bằng tỷ lệ phần trăm. Và các em cũng lưu ý, thầy sử dụng số liệu năm 1996 và năm 2005 như sách giáo khoa. Các em có thể tham khảo những số liệu mới hơn trong Atlas. Thì thầy và các em sẽ cùng tìm hiểu sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của chúng ta dựa vào cái biểu đồ trên. Thì như các em quan sát thì trước khi chúng ta tìm hiểu sự chuyển dịch thì các em thấy một cái điều rất là rõ ràng rằng là cái bán kính hình tròn thể hiện cho công nghiệp của năm 2005 so với bán kính năm 1996 các em thấy rằng nó lớn hơn khá là rõ. Điều này chứng tỏ rằng là giá trị sản xuất công nghiệp của chúng ta năm 2005 lớn hơn so với năm 1996. Đây là một cái tín hiệu đáng mừng của công nghiệp Việt Nam. Còn về chuyển dịch, các em lưu ý chúng ta có 3 nhóm ngành chính như học ở phần đầu của bài. Đó là công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác, công nghiệp sản xuất phân phối điện khí đốt nước. Công nghiệp chế biến được thể hiện bằng màu vàng ở trên cái biểu đồ của chúng ta. Như các em nhận thấy rằng công nghiệp chế biến của chúng ta năm 1996 chiếm 79,9%, đến năm 2005 đã là 83,2%. Như vậy công nghiệp chế biến đang tăng tỷ trọng. Nhưng một điều các em lưu ý rằng là công nghiệp chế biến vừa tăng tỷ trọng, vừa là ngành mà đóng góp cái tỷ trọng lớn nhất chiếm ưu thế trong cái cơ cấu ngành công nghiệp của chúng ta. Tiếp theo sẽ là ngành công nghiệp khai thác, kèm quan sát cái ngành công nghiệp khai thác của chúng ta từ 13,9% năm 1996 giảm xuống còn 11,2%, như vậy là giảm tỷ trọng. Và cuối cùng, công nghiệp sản xuất phân phối điện khí đốt nước từ 6,2% năm 1996 giảm xuống còn 5,6%. Như vậy là các em đã thấy sự chuyển dịch rất là rõ của cơ cấu ngành công nghiệp. Thầy điểm lại cái sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của chúng ta như sau. Cơ cấu ngành công nghiệp của chúng ta như các em thấy đang có một cái sự chuyển dịch rất là rõ nét với những xu hướng sau: tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng các ngành công nghiệp khai thác và điện khí đốt nước. Nếu như hỏi các em rằng với cái xu hướng chuyển dịch của cơ cấu công nghiệp theo ngành này, các em đánh giá như thế nào? thì các em lưu ý rằng là cơ cấu công nghiệp theo ngành của chúng ta đang có sự chuyển dịch rất là tích cực. Bằng cái việc ngành công nghiệp chế biến tăng tỷ trọng, giảm tỷ trọng những ngành khác. Như các em đã học ở những lớp trước thì các em thấy rằng là rõ ràng công nghiệp chế biến về hàm lượng khoa học kỹ thuật cao hơn so với lại công nghiệp khai thác và công nghiệp điện khi sản xuất điện, khí đốt và nước. Thứ hai, công nghiệp chế biến cũng tạo ra những sản phẩm có giá trị cao mang lại cái hiệu quả xuất khẩu rất là lớn. Cho nên đây là một cái xu hướng chuyển dịch tích cực. Tiếp theo, sau khi các em đã tìm hiểu khái niệm cơ cấu công nghiệp theo ngành, đặc điểm cơ cấu công nghiệp theo ngành, thì chúng ta sẽ tìm hiểu phương hướng hoàn thiện của cơ cấu công nghiệp theo ngành. Như vậy thì cơ cấu công nghiệp theo ngành của chúng ta hiện nay đang chuyển dịch rõ nét và tích cực. Vậy thì trong những năm tới đây thì phương hướng hoàn thiện của cơ cấu công nghiệp theo ngành như thế nào thì thầy và các em sẽ cùng tìm hiểu. sẽ có 3 hướng hoàn thiện chính đối với cơ cấu ngành công nghiệp. Đó là xây dựng một cái cơ cấu công nghiệp linh hoạt, mềm dẻo, thích nghi với tình hình trong nước và quốc tế và thị trường. Đây là một trong những cái căn bản mà cơ cấu ngành công nghiệp của chúng ta phải thực hiện được. Cái thứ hai rõ ràng rồi các em, phải đẩy mạnh phát triển những ngành công nghiệp trọng điểm. Vì sao vậy như vậy? Bởi vì trong cái khái niệm các ngành công nghiệp trọng điểm các em đã cùng thầy tìm hiểu rồi những ngành công nghiệp trọng điểm sẽ là những ngành công nghiệp đầu tàu thúc đẩy cả cái nền công nghiệp phát triển cho nên chúng ta tiếp tục phát triển những ngành công nghiệp trọng điểm thứ ba đầu tư cho chiều sâu đổi mới trang thiết bị công nghệ thầy lưu ý các em rằng là cái việc đổi mới trang thiết bị công nghệ và đầu tư chiều sâu đây là một cái xu hướng chung của tất cả các nước trên thế giới đặc biệt là những nước đang phát triển như việt nam chúng ta có thể sử dụng cái công nghệ của bạn bè trên thế giới để tiết kiệm cái thời gian chúng ta có thể nghiên cứu ra những công nghệ mới, nhưng một mục điều quan trọng là đừng để Việt Nam chúng ta trở thành thùng rác công nghệ của thế giới thì đây là một cái điều lưu tâm. Các em sẽ đi đến một số câu hỏi trách nghiệm để củng cố những kiến thức về nội dung cơ cấu công nghiệp theo ngành. Thì câu hỏi đầu tiên thầy dành cho các em như sau. Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta được thể hiện ở yếu tố nào sau đây? A. À, số lượng các ngành trong toàn bộ hệ thống ngành công nghiệp B. Tỷ trọng giá trị sản xuất của công nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế. Đáp án C. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong toàn bộ ngành dịch vụ. Và đáp án D. Tỷ trọng giá trị sản xuất của từng ngành hoặc là nhóm ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp. Câu hỏi này đối với lại các em, các em có thể là đưa ra đáp án tương đối là dễ bởi vì các em đã tìm hiểu rất là kỹ khái niệm cơ cấu công nghiệp theo ngành thì đáp án chính xác phải là đáp án D tỷ trọng giá trị sản xuất của từng ngành hoặc là nhóm ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp tiếp tục sẽ làm câu hỏi trắc nghiệm nữa các em. các em chú ý trên màn hình câu thứ hai một trong những đặc điểm quan trọng trong cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta là a đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm b phát triển các ngành công nghiệp truyền thống c tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng và d phát triển mạnh các ngành công nghiệp hiện đại thì với câu hỏi này thì rõ ràng đáp án b và đáp án c là sẽ là những đáp án các em loại trừ rất là nhanh. Các em có thể băng khoăn giữa đáp án A đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm hay là phát triển mạnh những cái ngành công nghiệp hiện đại. Thì khi các em đã tìm hiểu xong đặc điểm của cơ cấu ngành công nghiệp thì các em sẽ thấy rằng đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm. Tiếp tục với lại một câu hỏi trắc nghiệm nữa. Câu 3. Cơ cấu ngành công nghiệp theo 3 nhóm ngành ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng A tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến và giảm tỷ trọng các nhóm ngành khác. B. Tăng tỷ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện khí đốt nước. C. Tăng tỷ trọng công nghiệp khai thác và giảm tỷ trọng các ngành khác. Và D. Giảm tỷ trọng công nghiệp chế biến và tăng tỷ trọng các nhóm ngành khác. Thì câu hỏi này thực ra cũng rất là dễ đối với lại các em khi các em đã cùng thầy phân tích cái biểu đồ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành qua hai năm thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến và giảm tỷ trọng các ngành khác. Tiếp tục sẽ là một câu hỏi trắc nghiệm nữa. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ trong công nghiệp nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây? Các em lưu ý cho thầy là mục đích chủ yếu nào sau đây? Đáp án A. Mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. B. Mở rộng quy mô sản xuất của các xí nghiệp công nghiệp. C. Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và đáp án D. Sản xuất hàng hóa để phục vụ cho những ngành kinh tế. Thì đối với câu hỏi này, thì các em lưu ý đầu tư theo chiều sâu đổi mới trang thiết bị công nghệ trong công nghiệp là một trong những hướng hoàn thiện căn bản và chúng ta bắt buộc phải làm. Để làm gì? thì đáp án C sẽ là đáp án chính xác nhất để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Chúc mừng bạn nào đã chọn đáp án C là đáp án chính xác chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo 2. cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ trên màn hình của các em sẽ là bản đồ công nghiệp chung và các em hãy quan sát các bản đồ công nghiệp chung các em có nhận xét gì về sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của nước ta thì các em trên màn hình của các em thì các em thấy rằng bản đồ công nghiệp chung của chúng ta rất là rõ các trung tâm công nghiệp được thể hiện bằng những hình tròn màu đỏ kích thước khác nhau thể hiện cho tổng giá trị sản xuất công nghiệp khác nhau như thế này như vậy thì khi mà nhìn các bản đồ công nghiệp chung các em cũng có thể dễ dàng nhận ra công nghiệp của nước ta phân bố không đều như vậy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công nghiệp của nước ta phân bố không đều như thế nào các em lại tiếp tục quan sát bản đồ để nêu những khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao như vậy các em cũng có thể dễ dàng nhận ra được những khu vực tập trung công nghiệp cao của chúng ta em quan sát trên màn hình của chúng ta. Rõ ràng, hai khu vực ở đây là Bắc Bộ. Bắc Bộ thì là đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận sẽ là nơi tập trung công nghiệp cao nhất của cả nước. Các em quan sát. Tiếp theo sẽ là khu vực Nam Bộ, vùng Đông Nam Bộ. Thì ở Nam Bộ thì hình thành một cái giải công nghiệp trong đó lấy thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước. Như vậy thì với cái bản đồ công nghiệp chung như thế này, các em sẽ thấy được hai khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất của chúng ta đó là ở Bắc Bộ thì sẽ là đồng bằng sông Hồng và vùng phủ cận. Ở Nam Bộ thì ở khu vực Đông Nam Bộ là nơi có mức độ tập trung công nghiệp rất là cao. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu khu vực Bắc Bộ thì đồng bằng sông Hồng và vùng phủ cận tình hình phát triển công nghiệp sẽ như thế nào. Trên màn hình của các em sẽ là một cái bản đồ thầy đã phóng to cái khu vực Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng và vùng phủ cận các em có thể quan sát trên màn hình của chúng ta. Như vậy thì khi các em quan sát cái bản đồ này thì cái điều đầu tiên mà các em sẽ nhận ra ngay đó là vùng đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận thì có rất là nhiều trung tâm công nghiệp, các em có thể thấy trên màn hình. Ví dụ như Hà Nội chẳng hạn, Hà Nội là một cái trung tâm công nghiệp rất là lớn, giá trị của nó trên 120.000 tỷ đồng. Tiếp theo Hà Nội có thể kể đến ví dụ như Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả, Bắc Giang. Một số trung tâm công nghiệp khác thì ở đây các em thấy rằng đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có rất nhiều những cái trung tâm công nghiệp khác nhau. Cái thứ hai là cơ cấu công nghiệp của đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận tương đối là đa dạng. Các em chứng minh bằng cái việc các em thấy rằng là ở những cái trung tâm công nghiệp này có rất nhiều những ngành công nghiệp khác nhau cho nên cơ cấu ngành công nghiệp tương đối là đa dạng. Về giá trị đóng góp, đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận thì chiếm trên 28% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Đóng góp một cái giá trị lớn như vậy thấy được cái tầm quan trọng của đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận trong phát triển công nghiệp. Và cuối cùng thì từ Hà Nội nếu lấy Hà Nội là trung tâm thì sẽ có tỏa đi 6 hướng chuyên môn hóa khác nhau. Thì những hướng chuyên môn hóa này thầy và các em sẽ cùng tìm hiểu những hướng chuyên môn hóa nào. Ở đây là đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận. Nếu thầy lấy Hà Nội là trung tâm thì các em quan sát trên màn hình sẽ có những hướng chuyên môn hóa chính như sau. Đầu tiên, về phía đông theo quốc lộ số 5 thì chúng ta sẽ có Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả, hướng chuyên môn hóa là cơ khí, khai thác than và vật liệu xây dựng. Tiếp theo sẽ là Hà Nội đắp cầu Bắc Giang. Vật liệu xây dựng và phân bón là hướng chuyên môn hóa chủ yếu. Hà Nội Đông Anh Thái Nguyên với cơ khí và luyện kim. Tiếp theo sẽ là Hà Nội Việt Trì Phú Thọ, hướng chuyên môn hóa là hóa chất và giấy. Tiếp theo Hà Nội Hòa Bình Sơn La thì rõ nhất hướng chuyên môn hóa rất là rõ kê okay. đó là thủy điện. Đây là cái khu vực mà có những nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước và cuối cùng đi về phía Nam Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa thì hướng chuyên môn hóa sẽ là dệt may, điện và vật liệu xây dựng. Như vậy, đối với lại cái hướng chuyên môn hóa thì đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận hướng chuyên môn hóa rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái vùng tập trung công nghiệp tiếp theo đó là Nam Bộ. Nam Bộ thì hình thành một cái giải phát triển công nghiệp lấy thành phố Hồ Chí Minh làm trung tâm. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở khu vực này thì đặc điểm phát triển của công nghiệp sẽ như thế nào. Rõ ràng các em thấy rằng là ở khu vực này thì có rất nhiều những cái trung tâm công nghiệp lớn. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như là Bà Rịa Vũng Tàu, ví dụ như là Thủ Dầu Một, ví dụ như Biên Hòa chẳng hạn thì cũng có rất nhiều những cái trung tâm công nghiệp lớn. Cơ cấu ngành công nghiệp của khu vực Đông Nam Bộ thì cũng rất là đa dạng và hoàn chỉnh hơn, cơ cấu rất là hoàn chỉnh. Và khi các em nhìn vào cái giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực Đông Nam Bộ thì các em nhớ rằng giá trị sản xuất công nghiệp rất là lớn, chiếm hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Thầy ví dụ như là cả nước sản xuất ra sản xuất công nghiệp 100 đồng thì riêng khu vực Đông Nam Bộ đã sản xuất ra hơn 50 đồng. Thì kem thấy rằng vai trò của khu vực Đông Nam Bộ đối với lại sản xuất công nghiệp là rất lớn. Tiếp theo, sau khi kem đã tìm hiểu những khu vực có mức độ tập trung công nghiệp cao thì chúng ta sẽ chuyển sang những khu vực có mức độ tập trung công nghiệp trung bình thì trái lược đồ công nghiệp chung của chúng ta các em sẽ thấy hai khu vực mà có mức độ tập trung công nghiệp ở mức trung bình đó là duyên hải miền trung đây các em duyên hải miền trung và thứ hai là đồng bằng sông cửu long hai khu vực này có mức độ tập trung công nghiệp ở mức trung bình duyên hải miền trung thì các em thấy có những trung tâm công nghiệp chạy dọc theo bờ biển ví dụ như là vinh ví dụ như huế ví dụ đà nẵng ví dụ như quảng ngãi ví dụ như Quy Nhơn chẳng hạn. Trong đó Đà Nẵng là cái trung tâm công nghiệp lớn nhất của khu vực Duyên Hải miền Trung. Quảng Nam của chúng ta thì các em cũng lưu ý rằng là cái việc phát triển công nghiệp của Quảng Nam trong những năm gần đây đã có những cái bước phát triển rất là mạnh mẽ. Nhiều huyện, nhiều thành phố ở Quảng Nam cũng đã phát triển công nghiệp rất là mạnh. Ví dụ như là Núi Thành, ví dụ như Điện Bàn. Thì Quảng Nam hy vọng rằng trong những thời gian sắp tới sẽ trở thành của trung tâm công nghiệp mạnh của cả nước còn đồng bằng sông cửu long thì kem cũng thấy rằng là cái việc phát triển công nghiệp của đồng bằng sông cửu long cũng là tương đối tuy nhiên những cái trung tâm công nghiệp thì cần thơ là trung tâm công nghiệp lớn nhất thì cũng ở mức trung bình và cuối cùng sẽ là những khu vực có mức độ tập trung công nghiệp tương đối là thấp kem nhìn lên màn hình đầu tiên sẽ là trung du và miền núi bắc bộ các khu vực trung du và miền núi bắc bộ tiếp theo sẽ là khu vực tây nguyên tây nguyên như các em nhận ra trên cái lược đồ công nghiệp chung thì cả hai khu vực miền núi và Trung Du Bắc Bộ và Tây Nguyên gần như không có một cái trung tâm công nghiệp nào cả. Sự phát triển công nghiệp của miền núi Trung Du Bắc Bộ và Tây Nguyên chỉ dừng lại ở những điểm công nghiệp, những khu công nghiệp tập trung mà chưa hình thành những trung tâm công nghiệp. Như vậy thì thầy và trò chúng ta vừa tìm hiểu xong cái sự phân hóa về lãnh thổ của công nghiệp khi mà tìm hiểu xong cái sự phân hóa công nghiệp theo lãnh thổ thì các em tự đặt ra một câu hỏi vì sao trên lãnh thổ việt nam chúng ta lại có những cái vùng tập trung công nghiệp đông lại có những vùng mà mức độ tập trung công nghiệp thì thấp hơn và có những vùng gần như không có trung tâm công nghiệp thì chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân phân hóa công nghiệp theo lãnh thổ nếu như xét các khu vực tập trung công nghiệp thì nếu như những khu vực tập trung công nghiệp là những khu vực mà có đầy đủ những cái điều kiện để có thể phát triển công nghiệp thầy ví dụ như là vị trí thuận lợi tài nguyên thiên nhiên thì tương đối là phong phú đáp ứng được cái nhu cầu phát triển công nghiệp lao động thì đông có tay nghề thị trường tiêu thụ thì rộng lớn và đặc biệt kết cấu hạ tầng rất là tốt như vậy thì các em, các em nhìn thấy rằng là khu ở bắc bộ thì đồng bằng sông hồng vùng phụ cận ở Nam Bộ thì Đông Nam Bộ gần như hội tụ đầy đủ những yếu tố mà chúng ta vừa nói. Nó rất là đồng bộ những yếu tố này. Cho nên đồng bằng sông Hồng, vùng phụ cận và Đông Nam Bộ trở thành những cái khu vực tập trung công nghiệp của chúng ta. Bây giờ, thầy lái khu vực Đông Nam Bộ là khu vực mà lúc nãy các em cũng đã biết nó chiếm hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước ra để làm minh chứng cho những nguyên nhân dẫn đến cái mức độ tập trung công nghiệp ở Đông Nam Bộ nó cao đến như vậy cái khu vực Đông Nam Bộ ở đây thì lao động đông dồi dào và được đánh giá là có trình độ khoa học kỹ thuật rất là lớn kèm với đó khu vực đông nam bộ là một cái thị trường tiêu thụ lớn trong nội vùng cũng như những cái vùng ví dụ như là gần đồng bằng sông cửu long là một cái thị trường lớn và những cái vùng khác ví dụ như tây nguyên duyên hải nam trung bộ cũng là thị trường lớn làm cho thị trường tiêu thụ của khu vực đông nam bộ rất là lớn và các cuối cùng Đông Nam Bộ đã sở hữu một kết cấu hạ tầng đặc biệt là giao thông vận tải tương đối hoàn thiện và hiện đại. Tất cả những nhân tố đó làm cho Đông Nam Bộ trở thành các vùng tập trung công nghiệp và đóng góp một cái giá trị sản xuất công nghiệp rất là lớn. Thầy chốt lại hai cái nguyên nhân làm cho phân hóa công nghiệp theo lãnh thổ. Thì các khu vực tập trung công nghiệp thì các em chú ý do vị trí địa lý, tài nguyên thuận lợi, lao động có tay nghề, thị trường lớn, kết cấu hạ tầng tốt. Còn ở trung du miền núi, ví dụ như là trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, công nghiệp chậm phát triển thì do sự thiếu đồng bộ của các yếu tố trên, đặc biệt là yếu tố giao thông vận tải. Chúng ta sẽ đi đến một số câu hỏi trắc nghiệm để củng cố các phần mà chúng ta đã học. Câu đầu tiên, yếu tố quan trọng nhất làm cho vùng Trung Du và miền núi của nước ta còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp hiện nay là A. Thiếu tài nguyên khoáng sản B vị trí địa lý không thuận lợi, C, giao thông kém phát triển và D, nguồn lao động có trình độ thấp. Và các em sẽ lựa chọn cho mình một yếu tố quan trọng nhất và như những kiến thức mà các em đã học thì các em có thể dễ dàng chọn cho mình một đáp án đúng. Đáp án đúng là sẽ là đáp án C. Xin chúc mừng những bạn nào chọn đáp án C. Giao thông vận tải kém phát triển là yếu tố quan trọng nhất làm cho những khu vực trung du và miền núi nước ta còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp. Như vậy sắp tới thì đầu tư cho công nghiệp ở Trung Du và miền núi thì vấn đề đầu tiên của chúng ta, chúng ta phải tập trung cho hệ thống giao thông vận tải. Chúng ta sẽ chuyển sang cái cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế là nội dung cuối cùng trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Các em thân mến thì cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của chúng ta, chúng ta có 3 cái khu vực kinh tế chính. Các em có thể thấy trên màn hình đó là khu vực nhà nước gồm có kinh tế trung ương, kinh tế địa phương khu vực ngoài nhà nước có tập thể, tư nhân và cá thể và cuối cùng một khu vực có một cái vị trí rất là quan trọng trong cái cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trên màn hình của các em sẽ là cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế. Thầy có một cái biểu đồ của hai năm, năm 2000 và năm 2007. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái sự chuyển dịch của của cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế sẽ như thế nào. Các em chú ý, trong màu vàng là thể hiện cho tỷ trọng đóng góp của khu vực nhà nước các em. Năm 2000 sẽ là 34,2%. Đến năm 2007 chỉ còn có 20%. Như vậy, khu vực nhà nước giảm tỷ trọng một cách rất là mạnh. Tiếp theo, màu Màu xanh sẽ là khu vực ngoài nhà nước từ 24,5% năm 2000 tăng lên đến 35,4% năm 2007. Như vậy thì tỷ trọng của khu vực ngoài nhà nước có xu hướng tăng. Còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài được thể hiện bằng màu đỏ, từ 41,3% tăng lên 44,6%. Và các em cũng đã thấy rằng là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đang chiếm cái ưu thế trong cái cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế, bởi vì chiếm đến gần một nửa các em, okay, 44,6%. Như vậy thì Tóm lại, khu vực nhà nước tỷ trọng đang giảm mạnh, khu vực ngoài nhà nước tăng tỷ trọng và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài thì tăng tỷ trọng và chiếm ưu thế. Chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên nhân thay đổi của cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế, thì nguyên nhân đầu tiên mà thầy muốn các em cùng tìm hiểu, đó chắc chắn phải là kết quả của công cuộc đổi mới. Thì như các em đã biết thì công cuộc đổi mới đem lại một cái màu sắc rất là mới cho nền kinh tế Việt Nam chúng ta, trong đó có công nghiệp thì những nguyên nhân thay đổi của cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế là một kết quả rất là rõ ràng của công cuộc đổi mới do Đảng và Nhà nước khởi xướng. Tiếp theo sẽ là những chính sách hội nhập mở cửa nền kinh tế của Việt Nam chúng ta. Như các em cũng đã biết thì là hiện nay đất nước chúng ta đang tiếp tục hội nhập mở cửa nền kinh tế. Có rất nhiều những cái sự kiện để chứng minh cho cái việc chúng ta đang tiếp tục hội nhập, tiếp tục mở cửa nền kinh tế. Ví dụ như năm 2007, như các em cũng đã biết, Việt Nam sau một thời gian đàm phán rất là gai go, chúng ta đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đây là một thành công rất là lớn. Dẫu biết rằng thì cái việc gia nhập WTO của một nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta sẽ còn rất nhiều những khó khăn mà chúng ta cần phải khắc phục nhưng cũng đem lại cho Việt Nam một cơ hội rất là lớn. Và cơ hội đó, cái chính sách hội nhập, mở cửa nền kinh tế và một số cái cái chính sách của nhà nước sẽ làm là một nguyên nhân căn bản làm thay đổi các cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế và cuối cùng đó là chính sách phát triển cái nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định xứng hướng xã chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước như vậy thì trong những năm vừa qua cái cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của chúng ta đã có những cái thay đổi nhất định và những thay đổi trên là do ba nguyên nhân chúng ta cùng phân tích tiếp theo sẽ là phần củng cố bài học Thầy sẽ có một số câu hỏi tác nghiệm tiếp theo để các em có thể củng cố bài học của chúng ta. Câu đầu tiên. Một số vùng kinh tế của nước ta công nghiệp kém phát triển chủ yếu là do A. tài nguyên khoáng sản nghèo nàn và thiếu nguồn lao động. B. thiếu nguồn lao động đặc biệt là nguồn lao động có tay nghề. C. kết cấu hạ tầng còn yếu kém và vị trí địa lý không thuận lợi. D. thiếu sự đồng bộ của các nhân tố tài nguyên nguồn lao động, cơ sở hạ tầng. Các em đã có thể chọn cho mình một cái đáp án đúng trong cái câu hỏi này. Thì các em lưu ý, một số vùng kinh tế của chúng ta công nghiệp kém phát triển, ví dụ như chúng ta đã học đó là Trung Du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, thì công nguyên nhân chủ yếu phải là do thiếu sự đồng bộ của các nhân tố tài nguyên, nguồn lao động, cơ sở vật chất hạ tầng, vân vân. Thì đáp án D sẽ là đáp án chính xác. Chúc mừng những các bạn mà chọn đáp án D. Câu hỏi tiếp theo Câu 2. Đông Nam Bộ trở thành vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp nhờ. A. Có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước. B. Giàu có nhất nước về nguồn tài nguyên thiên nhiên. C. Khai thác một cách có hiệu quả các thế mạnh vốn có. Và D. Có dân số đông, lao động dồi dào, có trình độ tay nghề cao. Câu hỏi này thì thầy cũng đã có cái phần giải thích cho các em vì sao Đông Nam Bộ đã trở thành một cái vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp thì có rất nhiều nhân tố nhưng mà nhân tố quan trọng nhất là Đông Nam Bộ đã khai thác triệt để một cách có hiệu quả những cái thế mạnh vốn có của mình. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C. Câu 3. Duyên Hải miền Trung cần chú trọng vào những vấn đề chủ yếu nào sau đây để phát triển công nghiệp? Kem chú ý là vấn đề chủ yếu A. Mạng lưới giao thông vận tải B. Năng suất trình độ lao động C thị trường tiêu thụ sản phẩm và d nguyên liệu sản xuất công nghiệp thì thật ra duyên hải miền trung của chúng ta để phát triển được công nghiệp thì chúng ta cần chú trọng vào rất nhiều những nhân tố nhưng mà như chúng ta đã phân tích thì nhân tố giao thông vận tải là sẽ nhân nhân tố hết sức quan trọng cho nên duyên hải miền trung cần tập trung đầu tư vào mạng lưới giao thông vận tải tức là đáp án a các em nào chọn đáp án a thì chúc mừng các em mạng lưới giao thông vận tải là đáp ứng đáp án chính xác chân thành cảm ơn các em học sinh đã chú ý lắng nghe chúc các em học tập đạt kết quả tốt nhất hẹn gặp lại các em